Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, những ngày vừa qua quả là ác mộng đối với những người dân sinh sống gần trại giam Xuân Hà, cũng giống như người dân Hà Tĩnh, khi hai tên tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục và trốn thoát vào chiều ngày 6 tháng 12. Thông tin về hai đối tượng kèm theo đặc điểm nhận dạng ngay sau đó đã được lan truyền rộng rãi. Được biết, cả hai đều là những kẻ bất hảo có tiếng liên quan đến ma túy và lừa đảo. Lai lịch không đơn giản của hai phạm nhân trốn trại. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng với 2.000 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt Phan Công Thành, 36 tuổi, ngụ tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà và Nguyễn Đắc Hoàng, 39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, trốn khỏi trại giam Xuân Hà, cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Cả hai đối tượng trên đều là những thành phần cộng cán bất hảo với quá khứ phạm tội liên quan đến ma túy và cả lừa đảo phi pháp. Theo hồ sơ, ngày 22 tháng 5 năm 2017, Nguyễn Đắc Hoàng mang theo 110 triệu đồng sang Trung Quốc, mua ma túy bỏ vào 3 hộp sữa, mang về nước theo đường tiểu ngạch. Ngày 29 tháng 5, Hoàng giao ma túy cho một người khác thì bị cảnh sát bắt, thu giữ hơn 327 gram metafetamin. Hoàng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử tội mua bán trái phép chân ma túy với hình phạt 20 năm tù. Đặc điểm nhận dạng, cao 1m70, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt dài, sống mũi thẳng, dái tai trúc. Đặc điểm khác, nốt ruồi C 0,5cm dưới đuôi mắt trái. Với Phan Công Thành, trong năm 2019 đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối liên quan đến đất đai để 10 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người ở các tỉnh thành với số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Trước khi xét xử, Thành đã bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thành bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt tổng 19 năm tù. Đặc điểm nhận dạng, cao 1m75, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm khác, sẹo chấm C2cm dưới sau đuôi mắt trái. Khi trốn trại, Hoàng đã chấp hành án được 6 năm 6 tháng, còn Thành chấp hành án được 2 năm 7 tháng. Lật tung 8 hectare đầm lầy, nơi người dân phát hiện hai phạm nhân. Ngày 8 tháng 12, ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an áp sát khu vực rừng bần thuộc xã Cẩm Hà. Công an xác định có thể Hoàng và Thành đang ẩn nấp tại khu vực rừng ngập mặn thuộc thôn Đông Xuân Tây, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Khu vực đầm lầy này rộng gần 8 hectare, trong đó bao gồm rừng bần ngập mặn rộng khoảng 3 hectare, cây bần cao 3 đến 5 mét, lá um tùm nên rất khó phát hiện tội phạm lẩn trốn. Do đó, công tác tìm kiếm, truy bắt hai phạm nhân nguy hiểm này đang gặp khó khăn. Cảnh sát cơ động đã đưa cả chó nghiệp vụ đến khu vực đầm lầy này để truy tìm hai phạm nhân. Trinh sát công an dùng thuyền đi lại giữa các con lạch trong rừng bần truy bắt tội phạm. Nhiều chốt chặn đã được lập ở khu vực đê Đông Tây Xuân. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Phan Ngọc Tố, trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân cung cấp về việc có hai đối tượng khả nghi lẩn trốn tại đầm lầy ở xã Cẩm Hà, đơn vị đã phối hợp triển khai lực lượng truy bắt. Thượng tá Tố cho hay, từ chiều hôm qua đến sáng nay, lực lượng gồm 200 cảnh sát chia thành nhiều mũi, truy quét khu vực đầm lầy rộng gần 8 hectare. Đây là khu vực có rừng bần, cây cối tùm, xung quanh có sông suối và đầm lầy nên công tác truy bắt rất khó khăn. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ 13 giờ 30 phút chiều ngày 7 tháng 12, Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm Hoàng và Thành đang bị truy nã. Cùng ngày, Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị trại giam Xuân Hà, Bộ Công an, ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Thành và Hoàng về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân được dán nhiều nơi ở các khu chợ, kiosk, cột điện, tường rào. Theo lệnh truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai phạm nhân nói trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc Hà Tĩnh và vùng lân cận Nghệ An, Quảng Bình để đảm bảo hai phạm nhân không lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Khi thấy cảnh sát dừng xe, một số tài xế khá bất ngờ. Sau khi được giải thích về việc lực lượng chức năng đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, họ rất hợp tác, một trinh sát nói. Tại nhà nghỉ, nhà trọ trong tỉnh, cảnh sát khu vực được lệnh kiểm tra tình hình khách cư trú. Sinh sống gần khu vực rừng bần ngập mặn, bà Nguyễn Thị Hưng, xã Cẩm Hà cho biết, từ tối qua ngày 7 tháng 12, nhiều công an và xe công vụ xuất hiện tại rừng bần, khiến người dân rất hoang mang. Bà Hưng cho hay,
Nghe loa thông báo, chúng tôi biết được có người lạ xuất hiện tại rừng bần. Lo sợ kẻ gian đột nhập nên chúng tôi phải đóng hết nhà cửa, không dám ra ngoài. Mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được các tội phạm để người dân yên lòng. Phạm nhân bỏ trốn sẽ bị xử lý ra sao? Liên quan đến vụ việc trên, nhiều người không khỏi đặt ra câu hỏi thắc mắc về hình thức xử lý những phạm nhân cố tình bỏ trốn khi đang chấp hành án phạt. Liệu sau khi bị bắt lại, các đối tượng có bị tăng hình phạt hay không? Về việc giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn, luật sư Lê Hồng Phân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Điều 42 Luật thi hành án hình sự 2019 quy định, khi phạm nhân bỏ trốn, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải tổ chức truy bắt ngay, báo cáo về cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho viện kiểm sát có thẩm quyền. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả, thì giám thị trại giam thuộc Bộ Công an, giám thị trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. Như vậy, khi phạm nhân bỏ trốn, trại giam phải tổ chức truy bắt ngay, báo cáo về cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho viện kiểm sát có thẩm quyền. Trong 24 giờ kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả, thì giám thị trại giam phải ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. Cũng theo luật sư Hồng Vân, về việc xử lý đối với phạm nhân bỏ trốn, Điều 43 Luật thi hành án hình sự 2019 nêu rõ, phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày. Trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùng chân. Trường hợp hành vi vi phạm của phạm nhân có dấu hiệu của tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của giám thị trại giam, thì giám thị trại giam ra quyết định khởi tố vụ án. Trường hợp hành vi vi phạm của phạm nhân đang tạm giữ tại trại tạm giam, nhà tạm giữ công an cấp huyện có dấu hiệu của tội phạm, thì giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật. Còn theo Điều 386 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội trốn khỏi nơi giam giữ, hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử, người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Luật sư Hồng Vân nhận định, được biết, Triệu Quân Sự bỏ trốn khi đang thi hành án tù chung thân, trường hợp bị bắt lại và có đủ căn cứ bị xử lý thêm về các tội danh khác theo quy định về tổng hợp hình phạt. Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân. Còn nếu trong quá trình bỏ trốn, đối tượng này phạm tội khác có hình phạt cao nhất là tử hình thì tổng hợp hình phạt sẽ là tử hình. Hiện công cuộc truy bắt hai phạm nhân vẫn đang được gấp rút diễn ra. Nơi hai phạm nhân bị tình nghi ẩn nấp nằm cạnh khu dân cư và khu vực canh tác thủy hải sản của người dân. Vậy nên, việc truy bắt được hai đối tượng sớm sẽ giúp cho người dân yên tâm quay trở lại làm việc, đồng thời cũng đảm bảo được tình hình an ninh trật tự tại các khu vực và trấn an tinh thần của người dân. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!